Dòng máu của Sydney Sheldon. Tập 11. Nàng đón một chiếc taxi từ phi trường về nhà. Không có một ai ở tại biệt thự vì nó đã đóng cửa, và Elizabeth cũng không cho ai biết là nàng sẽ về đây. Nàng tự mình mở cửa và chậm rãi đi qua những căn phòng rộng lớn thân quen, như thể nàng chưa hề xa rời. Nàng không nhận thấy rằng mình đã nhớ chỗ này siết bao. Dường như những kỷ niệm đẹp hiếm hoi của thời thơ ấu của nàng đều diễn ra ở đây. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm nàng khi một mình ở trong mê cung này, nơi mà luôn có đến nửa tá gia nhân lăn xăng khắp chỗ, nấu nướng, lau chùi, dọn dẹp. Bây giờ chỉ có một mình nàng và những tiếng vọng của quá khứ. Nàng để chiếc cặp da của Sam ở phòng trước dưới nhà và mang vali của nàng lên lầu. Theo thói quen từ nhiều năm nay, nàng đi thẳng đến phòng ngủ của mình ở giữa hành lang rồi dừng lại. Phòng của bố nàng ở tiết phía cuối kia. Elizabeth quay người bước về phía đó. Nàng từ từ mở cửa, bởi vì trong tâm trí vẫn ý thức rõ ràng về thực tế thì bản năng của nàng lại trông chờ được nhìn thấy Sam ở đây, được nghe giọng nói của ông. Căn phòng trống không, dĩ nhiên, và không có gì thay đổi kể từ lần cuối Elizabeth nhìn thấy nó. Trong phòng là một chiếc giường đôi lớn, một tủ commode đẹp, một bàn trang điểm, hai chiếc ghế nệm êm ái và một chiếc tràn kỹ kê phía trước lò sưởi. Elizabeth đặt vali xuống và đi về phía cửa sổ, nhưng cánh cửa chớp bằng sắt đã được đóng chặt, ngăn lại ánh nắng cuối tháng 9, và các bức màn che cũng đã được khép. Nàng mở rộng tất cả để cho bầu không khí trong lành của núi non ùa vào, êm ái, mát mẻ, báo hiệu mùa thu đang tới. Nàng sẽ ngủ tại căn phòng này. Elizabeth xuống nhà và đi vào thư viện. Nàng ngồi xuống một chiếc ghế da êm ái, miết hai bàn tay vào hai thành ghế. Đây là chiếc ghế mà Rice vẫn ngồi khi anh gặp gỡ bố nàng. Nàng nghĩ đến Rice và thầm mong anh có mặt ở đây cùng nàng. Nàng nhớ lại cái đêm Rice đã đưa nàng về trường sau bữa tối ở Paris. Và nàng đã trở về phòng và viết bà Rice Williams ra sao. Trong cơn thôi thúc, Elizabeth đi lại phía bàn và chậm chạp viết bà Rice William. Nàng nhìn dòng chữ và mỉm cười. Mình tự hỏi, nàng nói to chế nhạo mình, còn có bao nhiêu kẻ khờ khạo khác đang làm giống như mình. Nàng không nghĩ đến Rice nữa, nhưng anh vẫn ở đâu đó tận cùng trong đầu nàng, làm cho nàng có một cảm giác thích thú, êm dịu. Nàng đứng dậy và đi lang thang vòng quanh căn nhà. Nàng thăm dò cái bếp kiểu cổ rộng lớn và cái lò sấy bằng gỗ và hai cái lò hấp. Nàng bước đến mở tủ lạnh, nó trống trơn. Nhẽ ra nàng phải biết trước chuyện đó, với ngôi nhà đóng cửa như thế này. Nàng bỗng cảm thấy đói vì thấy chiếc tủ lạnh trống rỗng, và nàng kiểm tra tủ buffet. Có hai hộp cá ngừ nhỏ, một bình Nescafe còn một nửa, một gói bánh quy chưa mở. Nếu nàng định ở đây cho qua một kỳ nghỉ cuối tuần dài, Elizabeth quyết định tốt nhất là nàng lên lập sẵn kế hoạch. Thay vì lái xe vào thị trấn mỗi bữa ăn, nàng sẽ đi mua một số đồ ăn đủ dùng trong vài ngày ở một chợ nhỏ tại Cala di Volpe. Trong nhà có một chiếc xe Jeep luôn đậu sẵn trong gara, và nàng tự hỏi không hiểu nó còn đó không. Nàng đi vòng ra phía sau bếp, qua một cánh cửa dẫn tới gara, và chiếc xe Jeep vẫn còn đó. Elizabeth đi xuống bếp. Trên một tấm bảng đằng sau tủ buffet có treo một chùm chìa khóa lớn. Nàng tìm thấy chiếc chìa khóa xe và quay trở lại gara.
không hiểu chiếc xe còn xăng không. Nàng quay chìa khóa và nhấn nút đề máy, máy nổ gần như ngay lập tức. Như vậy vấn đề đã được giải quyết. Sáng mai nàng sẽ lái xe vào thị trấn và mua những thứ cần thiết. Nàng quay vào nhà. Khi bước qua hành lang lát gạch vuông, nàng có thể nghe được tiếng vòng bước chân mình. Chúng thật trống rỗng, đơn độc. Nàng mong rằng Alex sẽ gọi đến. Và khi nàng còn đang nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, khiến nàng giật thót mình. Nàng đi về phía nó và cầm lên nghe. Alo? Elizabeth, chú Alex đây. Elizabeth cười to. Có chuyện gì vui vẻ vậy? Cháu cứ nói chứ cũng không tin đâu. Chú đang ở đâu vậy? Ở Gloucester. Và Elizabeth bất ngờ cảm thấy thôi thúc được gặp ông lập tức, nói cho ông biết quyết định của nàng về chuyện tập đoàn. Nhưng nói qua điện thoại thì không được. Chú có thể làm giúp cháu một chuyện không? Cháu muốn bàn vài việc với chú. Alex thoáng do dự một lát rồi nói. Được. Không một lời về việc hủy bỏ các cuộc hẹn, mà chuyện đó nó có thể dẫn đến rắc rối ra sao. Chỉ là được. Đó là Alex. Elizabeth buộc mình phải nói. Và đưa Vivian theo. Chú e rằng cô ấy không thể đi được. Cô ấy nên ở lại London thì hơn. Chú sẽ đến vào sáng mai, được không? Tuyệt, cho cháu biết thời gian cụ thể và cháu sẽ ra sân bay đón chú. Cứ để chú đón taxi thì tiện hơn. Cũng được, cảm ơn chú Alex rất nhiều. Khi Elizabeth đặt ống nghe xuống, nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng biết mình đã có một quyết định đúng đắn. Nàng rơi vào tình trạng này chỉ bởi vì Sam đã chết trước khi ông kịp có thời gian chỉ định người kế vị mình. Elizabeth thắc mắc không biết vị chủ tịch mới của Rafe và các con sẽ là ai. Hội đồng quản trị có thể quyết định chuyện đó vì bản thân họ. Nàng nghĩ đến chuyện đó theo quan điểm của Sam và cái tên lập tức xuất hiện trong đầu nàng là Rice Williams. Những người khác đều có khả năng trong lĩnh vực của riêng họ, nhưng Rice là người duy nhất có được kiến thức hoàn hảo về việc điều hành toàn bộ hoạt động của tập đoàn trên khắp toàn cầu. Anh tài giỏi và làm việc có hiệu quả. Vấn đề là, dĩ nhiên không phải ở chỗ Rice thiếu tư cách làm chủ tịch, chỉ vì anh không phải họ Rafe, hoặc kết hôn với người trong dòng họ Rafe. Thậm chí, anh còn không thể ngồi ở ghế ủy viên hội đồng quản trị. Elizabeth đi ra phòng trước và trông thấy chiếc cặp giặc của bố nàng. Nàng do dự. Chẳng còn lý do nào để nàng phải xem nó nữa. Nàng có thể trao nó cho Alex khi ông đến đây vào sáng mai. Nhưng nhờ có cái gì riêng tư trong đó? Nàng mang chiếc cặp vào thư viện, đặt lên bàn, lấy chìa khóa và mở hai chiếc khóa nhỏ ở hai bên. Giữa chiếc cặp là một phong bì lớn, dán. Elizabeth mở phong bì và lôi ra một tập giấy đánh máy, nằm rời trong tấm bìa dày, bên ngoài có ghi. Ông Sam Rafe, mật, không có bản sao. Đây rõ ràng là báo cáo về một vấn đề nào đó, nhưng không để tên ai trên tờ bìa, nên Elizabeth không biết ai đã soạn thảo nó. Nàng bắt đầu xem qua bản báo cáo, chậm dần, rồi ngừng hẳn. Nàng không thể tin vào những điều mình đang đọc. Nàng mang tập giấy ra một chiếc ghế bành, bỏ giày ra, co chân lên ghế và lật lại từ trang thứ nhất. Lần này nàng đọc từng chữ, lòng tràn ngập kinh hoàng. Đó là một tập tài liệu kỳ lạ, một bản báo cáo mật về việc điều tra hàng loạt các sự kiện xảy ra trong mấy năm gần đây. Ở Chile, một nhà máy hóa chất thuộc Rafe và các con đã phát nổ, tung ra hàng tấn chất độc hại, bao phủ một diện tích là 26 km vuông. 12 người đã chết và hàng trăm người khác phải vào bệnh viện.
tất cả các loại gia súc gia cầm đều bị chết, cây cối bị nhiễm độc, toàn bộ cư dân trong vùng phải sơ tán. Các vụ kiện cáo chống lại Rafe và các con đã làm tiêu tốn hàng trăm triệu đô la. Nhưng điều gây choáng váng ở đây là vụ nổ đó được cố tình gây ra. Bản báo cáo viết: cuộc điều tra của chính phủ Chile về tai nạn xảy ra rất quả quyết. Quan điểm chính thức là tập đoàn thì giàu có, dân chúng thì nghèo khổ, cứ để cho tập đoàn phải đền. Trong đầu ban lãnh đạo điều tra của chúng ta không thấy một nghi vấn nào khác ngoài việc đây đúng là một hành động phá hoại, được thực hiện bởi một hay nhiều người chưa biết rõ, sử dụng chất nổ plastic. Bởi vì đã trái ngược với quan điểm chính thức ở đây nên không thể nào chứng minh được chuyện đó. Elizabeth vẫn còn nhớ rõ tai nạn này. Nhiều tờ báo và tạp chí đã đăng đầy các câu chuyện khủng khiếp cùng với hình ảnh của các nạn nhân, và báo giới quốc tế đã tấn công Rafe và các con, cáo buộc tập đoàn về tội không quan tâm và bỏ mặc nỗi đau đớn của con người. Chuyện đó đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của tập đoàn. Đoạn tiếp của bản báo cáo nói về những dự án nghiên cứu lớn mà các nhà khoa học của Rafe và các con đã theo từ nhiều năm nay. Có 4 dự án được nêu ra, mỗi cái đều có một giá trị tiềm năng vô giá. Kết hợp lại phải mất đến hơn 50 triệu để phát triển chúng. Trong từng trường hợp này, luôn có một công ty dược phẩm cạnh tranh với tập đoàn, nhận được bằng sáng chế cho một loại sản phẩm mới. Trước Rafe và các con với một công thức giống hệt. Bản báo cáo viết tiếp: một tai nạn đến một lần thì có thể coi là tình cờ. Trong một lĩnh vực có vô số công ty cùng nghiên cứu, việc vài công ty cùng nghiên cứu một loại sản phẩm là vẫn thường xảy ra. Nhưng 4 sự việc như vậy xảy ra chỉ trong vòng có vài tháng, buộc chúng tôi phải kết luận rằng có ai đó trong Rafe và các con đã đem cho hoặc bán các công trình nghiên cứu cho các đối thủ cạnh tranh. Bởi vì tính chất bí mật của các cuộc thí nghiệm, rằng chúng được tiến hành trong các phòng thí nghiệm cách ly và được bảo vệ chặt chẽ, các cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy rằng có một người hoặc một vài người đứng sau vụ này được phép ra vào các khu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Vì vậy chúng tôi khẳng định đó phải là người ở cấp bậc điều hành tối cao của Rafe và các con. Và còn nhiều nữa, một mê độc dược lớn bị dán nhầm nhãn và bị gửi đi. Trước khi kịp thu hồi chúng thì đã có vài vụ chết người xảy ra và tập đoàn lại phải chịu thêm nhiều tai tiếng. Không một ai biết số nhãn in sai từ đâu đến. Một chất độc chết người đã biến mất khỏi phòng thí nghiệm được canh gác cẩn mật. Chỉ trong một giờ, một kẻ nạc danh đã tiết lộ chuyện này cho báo giới và khởi đầu một cuộc săn đuổi rùng rợn. Bóng chiều đã dần chuyển sang tối và không khí ban đêm trở nên lạnh lẽo. Elizabeth vẫn hoàn toàn bị thu hút vào tập tài liệu trong tay. Khi phòng làm việc đã tối đen, nàng mới đứng dậy bật đèn, rồi tiếp tục đọc kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng. Giọng văn khô khan, cục lũng trong bản báo cáo, không thể nào giấu đi sự bi thảm. Có một việc đã trở nên rõ ràng, ai đó đang cố làm hại hoặc tiêu diệt Rafe và các con, một cách có phương pháp. Một người ở cấp quản lý tối cao của tập đoàn. Trên trang cuối là dòng ghi chú bên lề với nét chữ viết tay rõ ràng của bố nàng: thêm áp lực bán cổ phần ra ngoài, đặt bẫy tên khốn. Bây giờ nàng mới nhớ xem đã lo lắng khi nào và ông bỗng nhiên trở nên kín đáo. Ông không biết tin vào ai. Elizabeth nhìn lại trang đầu của bản báo cáo lần nữa. Không có bản sao. Elizabeth chắc rằng bản báo cáo đã được một hãng điều tra bên ngoài lập ra. Như vậy thì có thể chưa ai biết đến nó ngoại trừ Sam, và bây giờ là nàng. Tên tội phạm kia không biết rằng mình đang bị nghi ngờ. Sam có biết hắn là ai không? Elizabeth không biết được chuyện đó. Tất cả những gì nàng biết là có một kẻ phản bội. Một người ở cấp
quản lý tối cao của tập đoàn. Không một ai khác có cơ hội và khả năng gây ra nhiều sự phá hoại ở các cấp độ khác nhau như thế. Đó có phải là lý do mà Sam từ chối bán cổ phần ra ngoài? Có phải ông đang cố tìm ra kẻ phản bội trước tiên? Một khi cổ phần được bán ra, việc điều tra sẽ khó tiến hành một cách bí mật, và mỗi một động tĩnh lại phải báo cáo cho một nhóm người lạ. Elizabeth nghĩ đến cuộc họp hội đồng quản trị và việc họ đã thúc ép nàng ra sao. Tất cả bọn họ! Nàng bỗng nhiên cảm thấy cô đơn trong căn nhà. Tiếng chuông điện thoại reo vang làm nàng nhảy dựng lên. Alo? Lisa, anh là Rice Day. Anh vừa mới nhận được tin nhắn của em. Nàng cảm thấy vui vì được nghe giọng nói của anh. Nhưng nàng bỗng nhớ ra lý do nàng đã nhắn anh. Để cho anh biết rằng nàng sắp ký vào hồ sơ. Để cho cổ phần của tập đoàn được bán ra ngoài. Trong có vài giờ ngắn ngủi, mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. Elizabeth liếc ra phòng ngoài, về phía chân dung cụ Samuel. Cụ đã sáng lập ra tập đoàn và đã chiến đấu vì nó. Bố của Elizabeth đã vun đắp cho nó, biến nó thành khổng lồ, đã sống vì nó, dâng hiến cả cuộc đời cho nó. Rice, Elizabeth nói, em muốn tổ chức họp hội đồng quản trị vào thứ ba, 2 giờ chiều. Anh vui lòng sắp xếp cho mọi người có mặt đông đủ nhé. 2 giờ chiều ngày thứ ba, Rice tán thành. Còn gì nữa không em? Nàng lưỡng lự. Không, chỉ có thế, cảm ơn anh. Elizabeth từ từ đặt ống nghe xuống, nàng sắp chiến đấu với họ. Nàng đang ở trên núi cao cùng bố, trèo bên cạnh ông. Đừng nhìn xuống. Sam luôn miệng nhắc nhở, nhưng Elizabeth không nghe, và ở bên dưới không có gì khác ngoài muôn trường không gian, trống rỗng, sâu thẳm. Tiếng sấm ầm vang và một tia chớp giáng thẳng xuống họ. Nó đánh trúng sợi dây của Sam, đốt nó ra thành trò và Sam bắt đầu rơi vào khoảng không. Elizabeth nhìn thân hình của bố quay cuồng và nàng bắt đầu gào thét, nhưng tiếng gào thét của nàng đã bị tiếng sấm át đi. Elizabeth bất chợt thức giấc, chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Có tiếng sấm rền và nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy trời đang mưa xối xả. Gió tạt những hạt mưa vào phòng ngủ của nàng qua những khung cửa sổ kiểu Pháp. Elizabeth nhanh nhẹn ra khỏi giường, chạy ra đóng chúng lại. Nàng nhìn ra những đám mây cuồn cuộn kín đặt cả bầu trời và những tia chớp rạch ngang đường chân trời, nhưng không hề thấy chúng. Nàng đang nghĩ về giấc mơ của mình. Sáng hôm sau, cơn bão đã đi qua hòn đảo, chỉ để lại một cơn mưa phùn nhẹ. Elizabeth hy vọng rằng thời tiết sẽ không trì hoãn chuyến đi của Alex. Sau khi đọc xong bản báo cáo, nàng thực sự cần một người nào đó để trò chuyện. Trong lúc chờ đợi, nàng quyết định sẽ tốt hơn nếu cất nó vào một chỗ an toàn. Trong căn phòng áp mái có một tủ két, nàng sẽ để nó vào đấy. Elizabeth đi tắm, mặc một cái quần cũ và một chiếc áo len rồi đi vào thư viện để lấy bản báo cáo. Nó đã biến mất. Trong căn phòng, như thể vừa bị một trận bão quét qua, gió đã giật tung các cánh cửa sổ kiểu Pháp và mưa gió thỏa sức hoành hành, xới tung mọi thứ lên. Một vài trang báo cáo rời, nằm trên tấm thảm ướt, nhưng phần còn lại rõ ràng đã bị gió cuốn đi. Elizabeth tiến đến với những khung cửa sổ kiểu Pháp và nhìn ra ngoài. Không nhìn thấy một tờ giấy nào trên cỏ, nhưng gió có thể dễ dàng thổi chúng qua các vách đá, chắc chắn là như thế. Không có bản sao. Nàng phải tìm cho ra tên của người thám tử mà Sam đã thuê. Có thể Kate Erling sẽ biết. Nhưng bây giờ thì Elizabeth cũng không chắc rằng Sam có tin Kate không. Chuyện này đã trở thành một trò chơi khủng khiếp, nơi mà không ai có thể tin ai. Nàng sẽ phải hành động thật thận trọng.
Elizabeth bỗng nhớ trong nhà đã hết nhẵn đồ ăn. Nàng có thể đi Caladi Volpe mua đồ và trở về trước khi Alex đến. Nàng đi xuống hành lang lấy áo mưa và khăn trùm đầu. Còn nữa, khi tạnh mưa, nàng sẽ xuống sân tìm kiếm các trang báo cáo. Nàng vào bếp và lấy chiếc chìa khóa xe Jeep từ chùm chìa khóa, rồi đi lối cửa sau dẫn ra gara. Elizabeth khởi động máy và cẩn thận lùi chiếc xe Jeep ra khỏi gara. Nàng quay xe hướng về phía cổng, chân giữ phanh vì mặt đất còn ướt. Ra khỏi cổng, nàng rẽ phải, chạy trên con đường núi hẹp dẫn xuống ngôi làng nhỏ Cala di Volpe ở phía dưới. Trên đường giờ này hầu như không có xe cộ qua lại. Elizabeth liếc mắt xuống phía trái và thấy biển cả phía bên dưới đã trở nên tối đen và giận dữ, dâng cao sau trận bão đêm hôm qua. Nàng lái xe chậm chậm vì đoạn đường này trở nên rất khó đi. Nó rất hẹp, có hai làn xe được khoét sâu vào núi, dọc theo một vách đá dốc. Bên làn đường phía trong là núi đá vững chắc, còn bên làn phía ngoài là một cái dốc đứng cao hàng trăm mét xuống tận biển. Elizabeth cố bám vào làn đường phía trong, chân giữ phanh để giảm bớt đà trượt trên con đường núi dốc. Chiếc xe đang tiến gần tới một chỗ cua gấp. Theo phản xạ, Elizabeth nhấn mạnh lên chiếc phanh để chiếc xe Jeep chạy chậm lại. Phanh không ăn. Một lúc lâu sau, Elizabeth mới nhận ra điều đó. Nàng đạp một lần nữa mạnh hơn bằng tất cả sức lực của mình, tim đập thình thịch trong lúc chiếc xe Jeep không ngừng gia tăng tốc độ. Vượt qua khúc cua, nó chạy với tốc độ nhanh hơn, lướt xuống con đường núi dốc, đà trượt tăng từng giây. Nàng đạp phanh thêm một lần nữa, vẫn không có hiệu quả. Một khúc cua khác đã ở phía trước, Elizabeth quá sợ, không dám rời mắt khỏi con đường để nhìn xuống đồng hồ tốc độ. Nhưng qua khóe mắt, nàng cũng như kịp thấy cây kiềm cứ nhích dần lên mãi, và lòng nàng tràn đầy sự khủng khiếp tê tái. Nàng tới khúc cua và chiếc xe trượt qua với tốc độ kinh hồn, hai bánh sau của nó lướt về phía mép vực, rồi lại bám được vào mặt đường, và chiếc xe tiếp tục lao tới phía trước trên con đường núi dốc. Giờ đây, không có gì có thể cản nó được, barrier, rào cản, chỉ có những ở khúc cua chết người đang vẫy tay ở phía trước. Đầu óc Elizabeth cũng phóng nhanh một cách điên cuồng, cố tìm một cách thoát thân. Nàng nghĩ đến chuyện nhảy ra ngoài, nàng liếc nhanh vào đồng hồ tốc độ. Chiếc xe đang chạy với tốc độ 110 km một giờ, và nó vẫn không ngừng gia tăng, kẹt giữa một bên là vách núi và một bên là khoảng không chết người. Nàng sắp chết, và trong thoáng chốc, Elizabeth biết rằng mình đang bị mưu sát, và bố nàng cũng đã bị mưu sát. Sam đã đọc bản báo cáo và ông bị giết, như nàng đang bị giết. Và nàng không biết kẻ giết nàng là ai. Kẻ nào đã căm ghét họ đến mức phải làm ra những việc khủng khiếp này? Dù sao thì cũng thấy dễ chịu đựng hơn nếu kẻ đó là một người xa lạ. Nhưng đó lại là một người nàng biết. Một người biết nàng. Những gương mặt lóe lên trong đầu nàng. Alex, Evil, Walter, Charlie. Nhất định là một người trong bọn họ, một người ở cấp bậc điều hành tối cao của tập đoàn. Cái chết của nàng sẽ được coi là tai nạn giống như Sam. Lúc này Elizabeth đã khóc, khóc một cách lặng lẽ, nước mắt hòa với bức màn mưa. Nàng không nhận ra điều đó. Chiếc xe Jeep bắt đầu nhảy lên, không kiềm hãm được trên mặt đường ẩm ướt, và Elizabeth thì cố vật lộn để giữ cho các bánh xe bám vào mặt đường. Nàng biết đây chỉ là vấn đề tích tắc trước khi nàng lao vào vách đá, đi vào cõi hư vô. Toàn thân nàng trở nên cứng nhắc, đôi tay tê liệt, không còn nắm chặt được tay lái. Giờ đây không còn gì trong vũ trụ ngoại trừ nàng, đang lao nhanh trên con đường núi với cơn gió gào thét lôi kéo, nói với nàng: đến đây với ta. Giật mạnh cái xe, cố đẩy nó đến bên bờ vực. Chiếc xe lại bắt đầu lồng lên, và Elizabeth cố giữ cho nó chạy thẳng. Nhớ lại những gì mình đã học, luôn giữ xe chạy thẳng khi xe bị trượt. Chiếc xe chạy thẳng trở lại và tiếp tục xuống dốc. Elizabeth liếc nhìn nhanh xuống đồng hồ tốc độ 130 km/h.
nàng đang phóng xuống một khúc cua hình chữ G và nàng biết mình sắp chết. Trong đầu nàng có một cái gì đó đã đóng băng lại, và dường như có một tấm màn mỏng chắn giữa nàng và thực tại. Nàng nghe thấy giọng của bố: "Con làm gì một mình ở đây trong bóng tối vậy?" Và ông bế nàng lên, mang nàng về giường. Và nàng đang ở trên sân khấu, quay mãi, quay mãi, quay mãi, không tài nào dừng lại. Và bà Neturova quát lên với nàng: "Hay đó là cơn gió?" Và Rice đứng đó nói: "Liệu một cô gái có bao nhiêu lần sinh nhật 21 tuổi? Và Elizabeth nghĩ: "Mình sẽ không bao giờ được gặp lại Rice." Nàng gào to tên anh và tấm màn biến mất. Nhưng cơn ác mộng thì vẫn còn đó. Khúc cua đã lờ mờ ở gần phía trước và chiếc xe vẫn cứ lao hết tốc lực về phía đó như một viên đạn. Nàng sẽ bay qua bờ vực, mong chờ mọi việc xảy ra nhanh. Nàng thầm cầu nguyện. Ngay lúc đó, ở phía bên tay phải, ngay trước khúc cua chữ chì, Elizabeth thoáng thấy một cái rãnh nhỏ làm đai phòng lửa được đục vào vách đá dẫn lên núi. Nàng phải quyết định trong giây lát. Nàng không cần biết cái rãnh đó dẫn đi đâu. Tất cả những gì nàng biết là nó đi lên trên, và nó có thể làm giảm dần đà xe cho nàng một cơ hội. Và nàng quyết định. Tới giây cuối cùng, khi chiếc xe Jeep chạy đến cái rãnh, Elizabeth đánh mạnh tay lái sang bên phải, hai bánh sau bắt đầu trượt, nhưng hai bánh trước ở trên mặt sỏi và đà xe đã bắt đầu giảm lại. Chiếc xe đã hướng lên phía trên và Elizabeth vẫn đang vật lộn với tay lái, cố giữ cho chiếc xe ở trong cái rãnh hẹp. Có một hàng cây nhỏ trồng dọc theo cái rãnh và cành lá của nó quất vào nàng, cào rách mặt nàng, tay nàng. Nàng nhìn về phía trước và kinh hoàng khi thấy biển Turin ở phía dưới. Đường rãnh chỉ dẫn sang phía bên kia của vách đá, ở đó thì cũng chẳng lấy gì làm an toàn cả. Càng lúc nàng càng đến gần mép vực, và nàng không thể nhảy ra vì chiếc xe chạy quá nhanh. Bờ vực đã ở phía trước, biển cách mấy trăm mét ở phía dưới. Khi chiếc xe Jeep va vào lề, nó bật lên điên cuồng. Và điều cuối cùng Elizabeth nhớ là có một thân cây sừng sững trước mặt nàng, và sau đó là một tiếng nổ lớn bao trùm cả vũ trụ. Sau đó thế giới trở nên yên tĩnh, trắng xóa, phẳng lặng, không có một tiếng động nào.